Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với An Tiến Studio. Hôm nay thì tiếp tục mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu loa đến từ B&O, một hãng âm thanh rất nổi tiếng tới từ Đan Mạch. Và đây là B&O Bellit 20, một chiếc loa mà chỉ có mức giá hơn 10 triệu đồng thôi. Tuy nhiên mình thấy cái bản sắc âm thanh của nó cho ra cực kỳ giống với chiếc Bell 62 có mức giá lên đến 50 đến 60 triệu đồng. Và thực tế là như thế nào thì ngay hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu chiếc loa này nhé. Đầu tiên đi, để nói về cái điểm mà mình có thể nói là ấn tượng nhất, đó chính là về chất âm. Về thông số thì như các bạn có thể thấy ở đây, chiếc loa này có âm thanh 360 độ vòng quanh. Giải tần của nó cũng rất thấp là từ 37Hz đến 20kHz. Về các thông số loa và driver loa ấy, thì mình sẽ để ở đây cho các bạn tiện theo dõi nhé. Tổng công suất của chiếc loa này ấy, thì nó có thể cho lên là 70W. Ok, thì mình không nói dài dòng nữa. Bây giờ các bạn hãy cùng nghe thử một vài bài nhạc nhé, để chúng ta cùng xem là cái chiếc loa này nó thể hiện âm thanh như thế nào. Dưới cơn mưa phùn nhẹ có hai kẻ cờ trên xe lướt nhanh lách lên qua dòng người vẫn đang ghi chặt tay xe lăn bánh góc phanh nơi đèn đường đêm tay chờ còn 3 giây đất xanh và em nói yêu anh bờ vai của anh là nơi mà em thấy yên bình nhất em muốn đừng tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi cho tay khẽ ôm từ sau làn hơi ấm tan vào nhau em muốn đừng tựa vào anh từ nay về sau mãi mãi giữa đại lộ đông tây có mình cầm đôi tay giữa đại lộ đông tây giữa đại lộ đông tây có mình cầm đôi tay giữa đại lộ đông tây Qua hai bài hát vừa rồi thì các bạn thấy chiếc loa này như thế nào? Nếu tai nghe và loa của các bạn chưa đủ để các bạn có thể thẩm âm thì mình khuyên các bạn nên đến ngay các showroom của An Tiến để các bạn có thể nghe trực tiếp chiếc loa này nhé. Thực sự mình thấy chiếc loa này có mức giá khá là ấn tượng trong tầm giá 13 triệu. Bellit 20 thì nó có cái xu hướng nó đẩy vocal lên rất là cao. Giải trung này, giải treble này nó thể hiện rất là tốt. Giải bay tuy là nó không được mạnh này, chắc như chiếc loa khác. Tuy nhiên mình thấy nó xử lý khá là gọn gàng và mượt mà. Cái điều này thì cũng giống như chất âm của B&O từ trước đến nay thôi. Nó có một cái chất âm cao thể hiện rất tốt, rất trong trẻo mà rất nhiều người thích rồi. Mình đoán là trong cái tầm giá 13 triệu ấy thì rất khó chiếc loa nào có thể có được một cái chất âm nó trong trẻo, nó sạch đến như này. Ok, cùng nói về các tính năng khác. Giống như là các bạn có thể thấy ở trên bảng điều khiển này nhá, chúng ta sẽ có một cái lớp cao su rất là mềm mại. Và các bạn biết điều đặc biệt là gì không? Đó, chiếc loa này sẽ có một cái sạc không dây chuẩn chi ở phía trên. Mình thấy điều này cũng khá là tiện. B&O đã tích hợp cái công nghệ rất là cao vào trong này. Đấy chính là cái sạc không dây chuẩn chi. Bất kể chiếc điện thoại nào được hỗ trợ sạc không dây cũng sẽ được sạc rất là nhanh qua cái cổng này. Mình thấy cũng khá là tiện. Và xung quanh là cái mặt lưới e căng này. Về cái thiết kế thì cái mặt lưới này được làm từ nhôm anode. Mà các bạn biết rồi, nhôm anode ấy, thì nó đã được xử lý qua một lớp điện hóa. Thành ra nó sẽ bền hơn hàng trăm lần so với những chiếc nhôm thông thường. Tuy nhiên nó vẫn giữ lại được các đặc điểm như là sang trọng này hay là nhẹ thì nó vẫn có. Cái chất liệu này thì mình cũng thấy là nó khá là giống trên chiếc B&O Explorer hôm trước chúng mình đã đánh giá cho các bạn đấy. Ok, về phần dưới này cũng là chất liệu polymer bình thường thôi. Đặc biệt ấy là chiếc loa này thì còn được trang bị thêm một cái dây để chúng ta có thể dễ dàng mang đi lại đấy. Các bạn có thể đi cắm trại này hoặc là đi ra ngoài này, xách lên rất là dễ. Mà cái chiếc loa này nó không quá nặng các bạn ạ. Tuy nhiên ấy thì cái dây này nó được làm từ da nhưng mà lại là da thực vật các bạn ạ. Mình nghĩ là không biết là độ bền như thế nào, nhưng mà về cái độ dẻo dai thì mình thấy khá là tốt. Cầm cái loa cảm giác rất là chắc chắn các bạn ạ. Thì cái điều này cũng tốt thôi, các bạn đi camping, cắm trại này, các bạn có thể xách theo này mà không hề phải lo lắng về bất cứ điều gì cả.
Ok, về mặt đằng sau ấy thì chúng ta sẽ có hai cổng kết nối. Một cổng là cổng USB-C để sạc cho thiết bị này, một cổng là một cổng audio 3.5 để các bạn có thể xuất âm thanh. Thì ok, và pin của chiếc loa này đó là 3200 mAh, một mức pin mà mình thấy khá là tốt. Tuy nhiên ấy thì nó còn tùy thuộc vào âm lượng của bạn nghe này, cũng như là bạn có sử dụng cái sạc không dây này không nữa. Cái sạc không dây này mình thấy là cái tốc độ sạc nó không được quá nhanh đâu. Khoan. B&O đã tích hợp cái công nghệ rất là cao vào trong này, đấy chính là cái sạc không dây chuẩn chi. Bất kể chiếc điện thoại nào được hỗ trợ sạc không dây cũng sẽ được sạc rất là nhanh qua cái cổng này. Và trong khi sạc ấy thì cả điện thoại này, cả loa này nó sẽ phát nhiệt rất là nhiều. Và phát nhiệt như thế thì mình nghĩ là pin của nó không được cao lắm. Và pin của chiếc loa này thì sẽ được hỗ trợ sạc nhanh qua cổng USB-C này. Nó có nguồn sạc nhanh lên tới là 15V và 3A. Cho mức sạc chỉ khoảng 3 tiếng là các bạn có thể đầy rồi. Và các bạn có thể là mang chiếc loa này đi để nghe để tiếp. Mình thấy chiếc loa này thì B&O đã hướng đến một cái đối tượng khách hàng này, có thể nói là rộng hơn. Các bạn để chiếc loa này trong nhà này, phòng làm việc này, phòng khách này, phòng ngủ này, nó rất là sang trọng bởi vì cái thiết kế của nó mà. Đây mà bật mí cho các bạn, là thiết kế của B&O là thiết kế được B&O thuê riêng một nhà thiết kế người Đan Mạch rất là nổi tiếng, đó là Cecil Mans, thiết kế rất nhiều mẫu loa cho B&O rồi. Và các bạn có thể mang chiếc loa này đi cắm trại nữa. Mình thấy là cái chức năng sạc không dây này, các bạn có thể ngồi này, nhóm lửa này, nghe nhạc này, và khi điện thoại bạn hết pin ấy, các bạn sẽ không phải tìm cái nguồn sạc nữa. Vậy thôi, một chiếc loa 13 triệu đến được B&O mang cho mình cũng khá là nhiều điểm đặc biệt. Đấy, đặc biệt đầu tiên có thể nói đây là chất âm rất là tốt. Thứ hai là công nghệ sạc không dây khá là mới lạ. Thứ ba ấy, là cái chất liệu của nó rất là bền bỉ và cao cấp. Thì không biết là các bạn thấy sao về chiếc loa này, chúng ta có thể cùng bàn luận với nhau ở phía dưới comment nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn muốn mình đánh giá loa gì thì hãy comment ở phía bên dưới cho mình biết nhé. Đừng quên like và subscribe cho video này. Cảm ơn các bạn và xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.